Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề tiếp cận kỹ thuật xét nghiệm mới trong chẩn đoán và điều trị. Một trong những chủ đề nổi bật mang tính định hướng tại hội nghị là xét nghiệm y khoa thế hệ mới trong thời đại y học chính xác tầm nhìn 2025. Y học chính xác là một cách tiếp cận mới trong điều trị phòng ngừa và điều trị bệnh có tính đến sự thay đổi của từng cá nhân về gen, môi trường và lối sống. Cách tiếp cận này sẽ cho phép các bác sĩ điều trị và phòng ngừa bệnh cho từng đối tượng và người bệnh được hưởng lợi với kết quả khám chữa bệnh được tối ưu hóa dựa vào bộ gen và đồng thời là nguồn dữ liệu cho phép hệ thống y học chính xác thu thập dữ liệu.